Không phải là vấn đề của Lục Kiếm. Tiên sinh, việc điều tra sổ tài khoản đã cho ra kết quả rồi. Tình hình thế nào? Qua sổ tài khoản không phát hiện ra tài vụ có vấn đề gì. Thế nhưng họ không ngu ngốc gì để lộ ra những sai sót rõ ràng được. Anh thấy con người Lục Kiếm thế nào? Với Lục Kiếm, tôi đã tự tìm hiểu những tư liệu và những ghi chép liên quan đến công việc của anh ta. Có thể nhận ra anh ấy là một con người có đầu óc và có năng lực quản lý. Thôi được, tôi sẽ tìm cách. Giám đốc Hứa, còn việc gì nữa không? Nếu hắn ta còn gọi điện thoại đến nữa, cô đáp ứng với hắn ta bằng bất cứ điều kiện nào. Đi đi. Tinh Tinh, xin lỗi, anh đã đến trễ. Cuối cùng anh cũng đã đến rồi. Quả thật cho anh xin lỗi. Em thấy đó, anh quên mất cả ngày sinh nhật của em. Đừng giả vờ nữa, em không tin. Cái gì vậy? Quà tặng đâu? Xin lỗi, anh quên thật mà. Thật hay là giả? Tinh Tinh, trong khách sạn gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, anh bận đến nỗi chống cả mặt. Xin lỗi. Lục Kiếm, anh không phải là con người như vậy mà. Cho anh xin lỗi đi, Tinh Tinh. Chúng ta đến mừng sinh nhật nào? Xưa nay anh chưa từng quên ngày sinh nhật của em bao giờ. Tinh Tinh, em đi đâu vậy? Mặc kệ em. Tinh Tinh. Tiên sinh, mời ngài thanh toán. Cảm ơn. Tinh Tinh, cậu uống quá nhiều rồi. Ai nói tớ uống nhiều chứ? Giả Tử, cậu cũng phải uống. Uống đi, Michael. Tinh Tinh, cậu uống sai như thế này, tớ có thể uống hết cả chai đấy, có phải không, Michael? Đúng vậy, hôm nay chúng ta không sai không về. Nào, uống nào. Đúng, không sai không về. Michael, anh nói tại sao khi em đau lòng là đến tìm anh vậy? Nếu như Lục Kiếm đối xử với em cũng tốt như anh thì hay biết chừng nào. Tinh Tinh, em chớ có coi anh như một tên chuyên thương hương tiếc ngọc, không hiểu biết, có được không vậy? Đúng, không nên dí với hắn. Đúng, anh ta làm sao có thể so sánh với Michael này được chứ? Đúng, anh làm sao có thể so sánh với anh ấy được? Sao lại không thể? Không đúng, không đúng. Tinh Tinh, em nghe anh nói đây. Em nói sai rồi. Là anh ấy không thể sánh với anh được, chứ không phải là Michael này không sánh được với Lục Kiếm. Anh không sánh được với Lục Kiếm. Anh không sánh được với Lục Kiếm. Anh nói lại một lần nữa đi, nếu không anh sẽ giận anh đấy. Được rồi, được rồi. Anh không sánh nổi với Lục Kiếm. Được chưa nào? Đó mới là người anh tốt. Nào, cạn. Lục Kiếm, Tinh Tinh, mau xem ai đến kìa. Tinh Tinh, đừng uống nữa, về với anh. Anh, tránh ra, tránh ra. Nếu anh không mang lại hạnh phúc được cho Tinh Tinh thì anh tránh xa cô ấy ra. Anh còn đến tìm cô ấy đây làm gì? Michael, anh định làm gì vậy?
Nếu anh dám động đến ngón tay của Lục Kiếm thôi, thì em sẽ liều mạng với anh. Em sẽ liều mạng với anh thật đấy. Tinh Tinh, Mạnh Nguyệt, em đừng làm như vậy. Lần cuối cùng em hỏi anh, giữa em và mẹ, anh phải chọn một. Anh làm như vậy? Anh hãy trả lời em. Tiểu thư, em để ước như vậy sẽ sinh bệnh đấy. Tâm thần. Mạnh Nguyệt, dù sao bà ấy cũng là mẹ anh, Lục Kiếm. Em cố tình ra ngoài mưa để tìm linh cảm. Anh biết đấy, trước kia em thường xuyên đứng dưới mưa, vì đứng dưới mưa sẽ mang lại linh cảm cho em. Nói như vậy thì hôm ấy anh đã làm ảnh hưởng đến sáng tác của em có phải không? Không đâu, hôm đó gặp anh em rất vui. Sao vậy? Thế nào? Có thể hỏi anh một chuyện có được không? Nói đi. Em có thể theo đuổi anh không? Được rồi, cứ quyết định như vậy. Kể từ ngày mai chúng ta hẹn nhau. Tạm biệt. Nếu anh không mang lại hạnh phúc cho Tinh Tinh, thì anh hãy tránh xa cô ấy ra. Anh đến tìm cô ấy để làm gì? Lục Kiếm, Tinh Tinh, cho anh xin lỗi. Hôm qua đã làm em đau lòng. Tình cảm của em đối với anh sẽ hết sức quý trọng. Lục Kiếm, đội trưởng, anh Cường đã về rồi sao? Cậu đừng nhắc nữa, tối qua Diệp Tử Thanh thật là phiền phức. Diệp Tử Thanh thế nào? Em ngồi trong phim xem rạp thâu đêm với cô ấy, xem liền một lèo 4 bộ phim. Các vị có biết không, phim anh hùng của Trương Nghệ Mưu hay tuyệt vời. Nam diễn viên thì vừa tài ba, lại vừa điển trai, còn nữ diễn viên thì đẹp tuyệt trần. Lâm Hoa, cô nói xem, tôi và Lương Triều Vĩ ai đẹp trai hơn vậy? Đó là một thần tượng, anh dám so sánh với anh ấy sao? Đừng có mà con cà con kê nữa, đã chiếm một phần hên rồi, còn làm ra vẻ ta đây. Nếu không có loại người như em thì chẳng có hứng thú gì cả. Tôi không có hứng thú. Thôi được rồi, bảo các vị đi làm nhiệm vụ.
người thì vào thẩm mỹ viện.